Chào mừng bà con cô bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Đồng Miền Tây. Rất là vui khi được gặp lại bà con cô bác và anh chị trong đoạn video clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay em mang đến đây rất là nhiều cái món đồ đa dạng về chất liệu cũng như là cái độ độc lạ. Thì như bà con cô bác anh chị có thể thấy ở phía trước trên màn hình của mình đó là một cái bộ, em có một cái bộ kinh gồm 25 cuốn đó. Cái điểm hay của cái bộ kinh này là bộ kinh này mà những cái trang của nó là bằng đá nha bà con của anh chị đó. Một hồi này em sẽ giới thiệu chi tiết hơn nha. Rồi em có số một số cái món đồ đồng nè, đồ gỗ, đồ gốm đó, rồi một số cái món bằng đá khác nữa đó. Ngoài ra thì có những cái món đồ mà được đồ gỗ như là cái cây trà hoặc là cây tráp, khảm xà cừ đó, rồi một cái cặp bình lục giác đó, bình lục giác nhỏ, rồi và một cái đĩa gốm chu đậu hình con hổ. Rồi ngoài ra thì em có một số cái món đồ cũng rất là dễ thương, dễ chơi, giống như là những cái vòng tay nè đó, những cái bọc lửa, rồi ở xa xa là một cái bộ tiền, 4 tờ tiền $2 em sưu tập được đó, những cái nhẫn bạc Mỹ đó, và một cái bộ đũa rất là đẹp nha. Rồi rồi bây giờ em sẽ đi vào em giới thiệu chi tiết từng cái món đồ để bà con cô bác anh chị mình có thể có một cái nhìn chi tiết hơn về từng cái món đồ nha. Rồi trước khi giới thiệu chi tiết, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới bà con cô bác anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của em trong thời gian tới đó. Mọi cái sự mà góp ý tương tác của bà con cô bác anh chị, dù là tích cực hay là chê, hay là thấy em nói chưa đúng, chưa chuẩn, sai sai chỗ nào, mọi góp ý, mọi cái lời khen của bà con của anh chị đều là cái động lực cho em, giúp cho em gọi là hoàn thiện bản thân mình hơn đó. Nói chung nhân bất thập toàn mà bà con của anh chị, em thì còn nhỏ còn ấy, bà con của anh chị mình cứ thấy em sai chỗ nào, cứ thấy chưa hài lòng chỗ nào thì cứ góp ý cho em để em sửa đổi. Em xin cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái món đồ để bà con của anh chị mình có thể nhìn rõ hơn ha. Rồi bà con của anh chị khi mình xem đến đây thì bà con của anh chị mình có thể nhấn một lượt like và một cái lượt đăng ký kênh nếu mà ai chưa đăng ký. Rồi với lại bà con của anh chị mình có thể bấm cái chỗ cái chuông hình thông báo á, để em có thể là để khi mà em ra video clip mới, bà con của anh chị đều có cái thông báo đó, cái thông báo rồi còn mình có thể nhấp vô để mình coi. Rồi bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái món đồ để mà bà con của anh chị mình xem ha. Bà con của anh chị nào mà mình coi chưa thấy chưa có rõ thì cứ kết bạn với em qua Zalo là 0774814824 nha. Đó thì em sẽ gửi thêm hình ảnh cũng như là có thể gọi điện thoại trực tiếp đó cho bà con của anh chị mình coi ha. Người ta nói chăm nghe không bằng mắt thấy mà, bây giờ mình chưa có rờ được nhưng mà ít ra mình gọi video thì nó vẫn rõ ràng hơn đúng không ạ. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu từng cái món đồ nha bà con của anh chị. Đầu tiên em sẽ giới thiệu hai cái mẫu hộp quẹt rất là hay đó. Những cái món đồ này thì cái kiểu mình sưu tầm về mình chơi đồ này kia rất là đẹp nha. Đó, hai cái mẫu này là hai cái mẫu rất là gọi là sao ta, độc lạ nha. Đó, mình về mình trưng bày sưu tầm đồ này kia, làm quà tặng đồ này kia rất là hay luôn nha. Đó, cái mẫu hai hộp quẹt này đều là chỗ để xăng, có cái chỗ đổ xăng vô nha bà con của anh chị. Cái đầu tiên nè, em gỡ cái chỗ để xăng ra cho bà con của anh chị mình xem nè. Đó, nó tiêu rồi, nó hơi cứng chút xíu, không anh chị đợi em tí xíu nha. Đó, đây cái chỗ để mình để xăng như đây nè. Đó, cái đá lửa vẫn còn nguyên nha bà con của anh chị. Đó, đây đá lửa vẫn còn nguyên nha bà con của anh chị. Đó, những cái mẫu quẹt này khá là độc lạ ha. Đó, đảm bảo không đụng hàng luôn. Đây mình mở này ra mình quẹt lên thôi, em thử nhẹ cái này bà con của anh chị mình xem nha. Đấy, sao mà... đó thấy bật lửa bà con anh chị. Đó, nó vẫn còn ấy, chỉ cần mình vô xăng là hoạt động bình thường nha bà con của anh chị. Rất là hay, rất là đẹp nha. Rồi cái mẫu này thì nó còn hay hơn nữa, nhìn nó như một cái móc khóa nha, nhưng mà cái này mình làm cái móc khóa được luôn. Nó rất là đẹp nha, nhưng mà công dụng của nó là đây nè. Đó, hay chưa bà con của anh chị, có chỗ bơm xăng, có chỗ lên lửa đàng hoàng nha. Đó, rất là đẹp luôn nha, vừa tiện lợi mà vừa đa dụng nữa. Rồi giá em giao lưu những cái mẫu hộp quẹt này rất là dễ thương thôi. Cái mẫu nhỏ là 1.000.000 đồng, cái mẫu lớn là 1.200.000 đồng nha bà con của anh chị. Đó, mình nhận hàng mình kiểm tra đúng thanh toán giùm em nha. Rồi tiếp theo sẽ giới thiệu cho bà con của anh chị bộ 4 cái vòng. Đây, cái vòng màu đỏ này chất liệu rất là đặc biệt luôn nha. Em cũng không tiện nói tên ở trên cái kênh đó, vì vì một số cái tiêu chuẩn cộng đồng cho nên em không thể tiện nói tên cái chất liệu của cái vòng hạt này. Đó, vòng hạt thì em giới thiệu cũng rất là nhiều trong đoạn clip rồi, 12, 14, 14, 16, 18, 20, từng cái size nha.
Đó, cái vòng này đeo rất là đẹp nha bà con quý anh chị, người lớn hay là trẻ em giờ mang cũng được hết, tùy theo cái size mỗi người nha, đeo rất là đẹp nha. Đó, bà con quý anh chị nào mình quan tâm chất liệu của cái vòng này thì cứ kết bạn với em qua Zalo là 0774814824 nha, để mình xem hàng rồi mình mua ủng hộ em nha. Đó, rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu với bà con quý anh chị một cái bộ sưu tập $2. Dạ, nói chung những cái đồng đô la thì mình cũng rất là dễ sở hữu nó ha. Cái đồng đô la nói chung cái đồng đô á, đồng đô Mỹ á, cái gọi là tiền tệ mà gọi là phổ biến trên thế giới luôn đúng không? Ai cũng có thể là sở hữu hoặc là sưu tầm. Nhưng mà điểm đặc biệt của những cái tờ gọi là tờ $2, những cái tờ mà gọi là tờ tiền may mắn đó, những cái tờ tiền mà người ta gọi là hay mừng tuổi nhau vào ngày dịp lễ Tết nè, đó, tiền may mắn thì nó dựa theo cái năm cái trên series đó mà nó quyết định cái độ hiếm, cái độ may mắn. Nói chung em thì cũng thấy là mọi người thích sưu tầm để tặng nhau thì em cũng sưu tầm những cái tờ tiền này về. Rồi trên tay em là 4 cái tờ tiền nè. Tờ đầu tiên nè là năm 1976 đó. Tờ thứ hai là năm 1928 đó. Tờ thứ ba cũng là 1928. Tờ thứ tư cũng là 1928 đó. Những cái tờ tiền này có mộc đỏ luôn nha bà con quý anh chị đó. Những cái tờ này mộc đỏ đàng hoàng nha bà con anh chị. Ở đây mộc xanh nha đó. Những cái tờ tiền này là em bao là bà con của anh chị là thẩm định luôn nha, chứ không phải là em mang lên đây mà em ấy hết nè. Em này là em bán như vậy là bộ sưu tập nha, chứ em không có phải là trao đổi tiền tệ nha bà con của anh chị đó. Cho nên mình không sợ bị gọi là bị ấy đâu nha, tại vì mình giao dịch ngoại tệ mà không thông qua cơ quan tổ chức nào mà gọi là được cấp phép á, là mình cũng phạm luật nha bà con của anh chị đó. Rồi cái bộ sưu tập này là mình em bán dưới gọi là dưới hình thức là bộ sưu tập tiền, chứ em không phải là trao đổi nha, tiền tệ nha. Đó. Rồi, cái bộ $4, 4 tờ $2 này từ có 3 tờ 1928 và 1 tờ 1976. Đó, em sẽ giao lưu với mọi người với giá là 1.400.000 đồng nha. Đó, bà con có anh chị nào mà mình thích sưu tầm những cái mẫu tiền $2 tiền may mắn này để về lì xì cho con cháu rồi này kia thì kết bạn với em nha. Rồi, em xin đi qua tiếp. Món đồ tiếp theo, ở đây em có một cái điếu bát đó, một cái điếu và một cái bát bà con của anh chị ha. Cái món đồ này là hồi xưa ông cha mình hay, ông bà mình hay dùng nè. Đó, phần men ở trong cái bát nè, men rạn rất là nhiều bà con của anh chị ơi. Đó, phần là phần ở dưới nè, ở dưới cái chén nè, cái đấy cái phần là phần đít của nó dày men nè. Đó, men rạn rất là nhiều nè, hoa văn họa tiết cũng rất là đẹp nè. Đó, đó, cái điếu bát này thì để em đo chiều cao là 8 cm đó, trong cái bộ mà em hay giới thiệu á. Đó. Đó. Rồi. Rồi chiều cao là tầm, nếu mà tính luôn cái bát là tầm 7 cm nha bà con của anh chị. 7 8 cm nha. Rồi đường kính của nó là tầm 12 cm đó. Giá em giao luôn mọi người. Cái điếu bát này là 500.000 đồng nha bà con của anh chị. Bà con của anh chị nào mình mua về mình gọi là mình decor để trang trí để nhìn ngắm á thì cứ là kết bạn với em đó để xem hình được thì mình mua hàng ủng hộ em nha. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu cho bà con anh chị một cái bộ đũa. Đây, cái bộ đũa này rất là đặc biệt nha. Về chất liệu của nó thì em cũng không tiện nói ra, nhưng mà rất là hay, rất là độc lạ. Rồi, và cái điểm cái tiếp theo là nó sẽ được bọc xà cừ ở phần này. Đó, rất là đẹp nha bà con anh chị. Em đưa lại gần cho bà con anh chị xem nha. Nhìn rất là sang trọng nha bà con anh chị. Đó, cái đũa này mình về ha, mình để trong những cái dịp lễ quan trọng hay gì đó, hoặc là bữa tiệc quan trọng mình em ra mình sử dụng để tiếp khách, tiếp đãi khách, rất là hay, rất là đẹp luôn. Đó, bà con của anh chị nào mình ưng ý cái bộ đũa này thì kết bạn với em sẽ nha, em giới thiệu chi tiết hơn về chất liệu rất là đặc biệt luôn. Em nói chung một số bà con cô bác anh chị nhìn qua trên này cũng đoán được cái chất liệu của cái đũa này ha, nhưng mà mình cứ kết bạn với em đó, đem giới thiệu chi tiết, kể hình ảnh chi tiết nha. Rồi, ở đây em có 10 đôi nha bà con của anh chị, ở đây em có 10 đôi nha. Đó, em sẽ giới thiệu tiếp cho bà con anh chị. Ở đây em có 4 cái chén. Này, 4 cái chén long ẩn. Chén này là chén chất liệu là gốm tàu vẽ tay bọc đồng nha, họa tiết long ẩn. Đây. Những cái chén này là chén gốm tàu xưa nha bà con anh chị. Đó, họa tiết long ẩn rất là đẹp nè. Họa tiết này là vẽ tay nha bà con anh chị. Phần miệng được bọc đồng hết luôn nè. Đó, đây là cái mọc đáy ở dưới. Phần chung đáy rất là già nha bà con anh chị, phần đít rất là già nha. Mỗi cái chén này á thì có kích thước là 6 cm nha bà con anh chị. Đường kính miệng là tầm 10-11 cm. Đó, rất là đẹp nha. Ở đây em có 4 cái chén này nha, họa tiết là long ẩn, rất là đẹp. Rồi cái bộ chén này thì mình mua về để mình sử dụng hoặc là trưng bày đồ này kia vẫn được nha bà con của anh chị. Đó, rất là đẹp. Đó, bà con của anh chị nào mà mình ưng cái bộ chén này thì kết bạn với em qua Zalo hoặc là gọi điện thoại cho em
qua số điện thoại là 0774 814 824 nha. Em đảm bảo là gốm tàu dễ tay 100% nha bà con. Quá anh chị nhìn những cái đường họa tiết trên đây là đảm bảo là không có cái chén nào giống cái chén nào hết trơn á. Nếu mà em bà con quá anh chị mình mua hàng một cặp mà nhận ờ cái chén này giống nhau quá hay gì đó, cứ gửi trả lại hoàn tiền cho em 100% nha. Rồi, em sẽ giới thiệu tiếp với mọi người một cái năm cái nhẫn bạc Mỹ ở đây em có 5 cái nha. Bà con quá anh chị mình để em đeo vào để em review chi tiết hơn nha. Đó. Rồi, 5 cái nhẫn bạc Mỹ em được anh. Nhiều cái màu như trên màn hình đây. Rất là đẹp nha. Đó. Rồi, mỗi cái nhẫn thì chất liệu là bạc Mỹ nha bà con của anh chị. Ở phía trong còn cái mặt đá này là đá thường thôi nha. Đó, bà con của anh chị nào mình khi mua về mình muốn mà gọi là mình đổi cái viên đá quý hơn thì vẫn được nha bà con của anh chị. Đó, mình tăng thêm cái giá trị cái nhẫn mình thôi, vừa đẹp vậy. Rồi, mỗi cái nhẫn thì mỗi một mặt á, mỗi một bên nó sẽ có cái số 5. Đó, số 5 nè, 1972 nè, cái này cũng hình như 1972 luôn. Cái này thì 1960 nè. Rồi cái này thì em không thấy để gì hết. Còn cái này cũng không thấy gì luôn. Đó. Bên đây cũng 1972, đó, phần bên lại thường thì một bên là sẽ là 5. Đó, này là 159 nè. Một bên là sẽ là 5, còn một bên sẽ là cái hình cái đại bàng biểu tượng cho nước Mỹ. Đó, ở nước Mỹ là biểu tượng của nước Mỹ là con đại bàng nha bà con anh chị. Thông gọi là chúa tể của bầu trời nha. Rất là đẹp nha. Cái nhẫn này có đủ ni luôn nha bà con anh chị. Nè. Có đủ size luôn nha. Đó, cái này cái chiếc này là size rộng nè. Chiếc này là size nhỏ hơn nè. Bà con của anh chị mình nhìn trên cái màn hình điện thoại của em mình cũng thể thấy được nè ha. Đó, bà con của anh chị mình có thể coi cái dựa theo cái ni tay của em nha. Ni tay của em cũng rất là nhỏ thôi. Đó. Rất là đẹp nha. Cái này mình về mình mua làm mấy đeo chơi hoặc là thay cái hộp đá quý thiệt mang cũng rất là ngầu luôn, rất là đẹp luôn. Rồi giá em giao lưu với mọi người mỗi chiếc nhẫn này á chỉ là 1 triệu đồng thôi nha bà con của anh chị. Bà con anh chị nào ưng ý mua hàng cứ gọi điện cho em nha. Rồi em xin đi qua tính món đồ tiếp theo. Em sẽ giới thiệu với bà con của anh chị một cái bình voi. Ở đây em có một cái bình voi nha bà con anh chị. Đó, khá là đẹp, khá là cái màu men vẫn còn sáng nha. Dạ, bình voi này là cũ rồi nha bà con anh chị. Lâu năm hàng xưa nha bà con anh chị. Mình nhìn ở phía dưới à. Đó, phía dưới chung ra chung đáy nè. Rất là già luôn rồi nè. Đó. Cốt rất là nặng nha bà con anh chị. Cầm rất là nặng tay nha. Phần màu men nè, màu men rạn nứt nè, chỗ đồng có nhiều điểm chỗ đồng với chỗ sắc đó nè. Đó, những điểm chỗ đồng chỗ vàng nè bà con anh chị. Đó, rất là ấy nha. Đó, mỗi cái bình voi này thì gọi là sao ta, có nhiều cái loại bình voi nhìn nó giống nhau nhưng mà thật sự nó lại không giống nhau nha bà con anh chị. Tất cả đều là mực tay họa tiết hoa văn đều khác nhau nha. Mình nhìn tưởng là giống nhau nhưng mà phải giống nhau nha. Đó, rồi cái men ở đây nè, rất là nhiều chỗ men rạn nè, với lại nó bị xuống cái màu á, qua thời gian 5 tháng lâu nó bị xuống cái màu men á. Đó, cái bình voi này á, kích thước của bình voi này á là 17cm nha. Đó, cái mỗi bề ngang là tầm 14cm bà con của anh chị. Giá em giao lưu với mọi người, cái bình voi này là 1 triệu đồng nha. Bà con của anh chị nào mình ưng ý, mình cứ kết bạn với em qua Zalo để mình mua hàng nha. Rồi, em sẽ giới thiệu tới bà con của anh chị một cái bộ kinh đá. Đây, bà con của anh chị em xin phép em về cái màn hình qua đây chút xíu nha. Rồi, trên màn hình của bà con của anh chị là một cái bộ kinh đá nha. Bộ kinh đá này em gồm có 25 quyển nha bà con anh chị. 25 quyển kinh đá. Mỗi quyển là một cái chủ đề khác nhau nha. Và điểm đặc biệt là những cái trang sách trong đây nè là bằng đá. Chữ của nó là chữ em đoán ở lộn em tìm hiểu như là chữ Phạn, nhưng mà em cũng không hiểu là ghi cái gì. Rồi, cái điểm đặc biệt thứ hai là những cái trang này là đá. Tại sao em gọi là đá? Vì cơ bản thôi, em gọi đèn vô ha. Em gọi đèn vô nè, nó sáng. Đó, đá mà nó sáng. Rồi, đá thiệt á thì nó chỉ qua được một lớp mỏng vậy thôi ha. Đó. Còn một cái đá thì tại vì khi mà đá nó nói chung á, nếu là đá thiệt á thì ánh sáng chỉ xuyên qua được tới một mức độ đó thôi, chứ không có xuyên thấu qua được hết luôn nha. Rồi, nhưng mà tại vì cái trang này nó khá là mỏng nè, nó vừa đủ để ánh sáng xuyên qua nè. Đó. Rồi, mỗi một quyển kinh này á là một cái chủ đề khác nhau. Đó, em cho mọi người xem từng quyển nha. Ô lộn, em cho mọi người xem một số quyển. Chứ em lật từng quyển thì cái chỗ này em quay không có đủ. Đó, mỗi một cái là khác nhau nha. Mỗi một chủ đề khác nhau ở trong này cũng là một cái nội dung khác nhau thôi mà em không hiểu được là gì hết trơn á. Đó, bà con cô bác anh chị nào mình thích sưu tầm những cái bộ kinh như thế này, mình tìm hiểu được quyền cơ diệu bí gì ở trong cái bộ kinh này á thì cứ liên hệ với em nha. Đó, để có cái giá mà em giao lưu với mọi người. Nói chung em thấy cái bộ kinh này độc lạ thì em mang về em sưu tầm, em mua về rồi sau đó cái em mang lên em chia sẻ với bà con cô bác anh chị nha. Bộ này là gồm 25 quyển nha bà con anh chị, 25 quyển kinh đá màu đỏ nha. Mỗi quyển là một chủ đề khác nhau nha bà con anh chị. Đó, đảm bảo là mỗi quyển một chủ đề khác nhau luôn, mỗi màu hình khác nhau luôn. Đó,
bằng đá rất là độc lạ đó. Cái chỗ này em không biết là gì luôn đó, mà bên trong này giống như là cái chữ này hình như là trước được thiếp vàng hay gì đó, là mà cái màu vàng này bà con có anh chị mình thấy không, nhưng không biết qua cái hình ảnh trên cái đoạn video em quay á, mà con có thấy được cái chỗ mấy chỗ lắm tấm giống như vàng á. Cái này là em chỉ đoán, thấy em đoán vậy thôi nha, chứ em không có khẳng định nha bà con của anh chị. Em chỉ chắc chắn cái này là trang giấy này là bằng đá nè, bằng đá đỏ nè đó. Rồi bà con của anh chị nào mình cảm thấy mình có duyên bộ kinh này, muốn thỉnh bộ kinh này về nghiên cứu á, thì cứ kết bạn với em qua Zalo hoặc số điện thoại là 0774814824 nha. Rồi em xin đi qua món đồ kế tiếp. Ở đây em sẽ giới thiệu bà con bác một cái bình. Đây là một cái bình bình bông, em gọi là bình bông nha. Bình bông này kích thước của nó là tầm 30cm nha. Rồi đường kính miệng của nó chỉ 10cm thôi, nhưng mà cái phần ngang, cái phần bụng của nó phải tầm 20 lận đó. Phần hoành của nó, phần đường kính bụng của nó 20 lận. Rồi đặc biệt ở chỗ đó, là những hoa văn họa tiết ở trên cái bình bông này nè. Cái bình bông này á là em không biết được chất liệu nó là từ đá gì, nhưng mà em chắc chắn là bằng đá nguyên khối chạm chỗ thành cái bình như thế này đó. Nó là liền một khối đá luôn nha bà con anh chị. Rồi em đi rọi đèn cho bà con anh chị xem nha. Giống như em nói hồi nãy đó, cái khối đá mà thường ánh sáng đó, nó sẽ đi qua được một lớp hơi đủ dày thôi. Giống như bà con anh chị nè, thấy cái chỗ này nè, nó ánh sáng xanh nó đi qua được nè, nhưng mà nó bắt đầu yếu dần đúng không, nó bắt đầu yếu dần tại vì cái nó phần miệng rất là dày. Bà con anh chị mình thấy xem nha. Đó, em chiếu cho một số điểm cho bà con anh chị xem cái độ mà để mình phân biệt đá hay đó. Chứ còn nếu mà bằng gọi là thủy tinh hay những hợp chất nhựa nhân tạo bình thường á, chiếu một cái là nó xong suốt luôn. Rồi cái điểm đặc biệt nữa là xung quanh cái phần miệng này có rất là nhiều cái chữ như là ngôn ngữ, mà em không biết ngôn ngữ này tiếng gì, nhìn có giống tiếng Phạn, giống cái bộ kinh đó ha. Không biết là cái đá này với cái bộ kinh nó có liên quan gì không ha. Bà con của anh chị nào mà sưu tầm luôn hai cái về nghiên cứu á, thì cứ kết bạn với em nha. Đó, những họa tiết trên đây nhìn rất là độc lạ nè. Đó, rất là độc lạ luôn. Phần dưới cái khối đá này không có một đáy gì trơn nha bà con anh chị. Đó, và em đảm bảo cái này là từ đá một khối lớn tạc thành nha. Rất là đẹp, rất là nặng nha. Rồi bà con của anh chị nào quan tâm thì cứ kết bạn với em để có cái giá giao lưu với bình đá nha. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu với bà con anh chị cái đôi bình lục giác. Rồi đôi bình lục giác trên màn hình này có chiều cao là 33 cm nha. Đường kính của đôi bình này là đường kính miệng là 11 cm đó. Rồi đôi bình này là hàng gốm tàu xưa, gốm tàu dẻ tay xưa nha bà con anh chị. Rồi tại sao em nói như vậy nè? Thứ nhất em đảm bảo cho bà con anh chị đây là hàng vẽ tay 100%, không phải vẽ tay, em đền tiền bồi thường gấp đôi luôn đó. Cái thứ hai, những cái họa chỗ men nè trên đây nè, những cái chỗ men rạn trên đây nè, qua cái thời gian 5 tháng nó mới bị rạn men ra như thế này đó. Rồi rất là nhiều. Cái thứ ba nữa là cái phần ở phần mục đáy có rất là nhiều cái chỗ ốc trâu nè, rồi những cái chỗ đen như là sắt nè đó, hoặc là những cái chỗ bị nút men đó, cái men nó bị bong chóc đó, rất là nhiều nha. Rất là nhiều cái phần mà gọi là qua thời gian 5 tháng thì nó mới xuất hiện trên cái bình này nha. Đó, những cái phần ốc trâu nè, bà con cô bác thấy những cái ốc trâu nổi ra nè. Đó, nó nổi ốc trâu rất là nhiều trên cái bình đó. Cái bình này thì vẫn còn làm 95% nha bà con anh chị. Tích của nó là tích cây cảnh nè, tích là cây cảnh đó, tích là cây cảnh nha bà con anh chị, rất là đẹp nha. Rồi đó, phía sau là có một bài thơ nữa đây. Rồi em cho bà con cô bác anh chị coi cái bình thứ hai. Rồi em thì rất là thích sưu tầm những cái bình gốm tàu giấy tay như thế này đó, vừa đẹp đó, vừa gọi là có giá trị sưu tầm, mà gọi là nơi gọi là hợp túi tiền của mọi người thật sự đó. Phần một đáy như thế này đây đó, phần một đáy bà con của anh chị xem nè, có rất là nhiều cái điểm nè, chỗ nè, có chỗ đen như thế này nè đó. Thường những điểm chỗ đen này giống như em tìm hiểu với được các anh các chú đi trước chỉ á, là giống như chỗ sắt, chỗ đồng gai đó bà con hết anh chị, qua thời gian 5 tháng nó mới chỗ ra được gì ha. Và cái phần đít thằng đáy nè rất là cứng luôn, rất là cốt, rất là già luôn, cái bình cốt rất là già luôn. Rồi với phần miệng đây vẫn còn lành nha, và chỗ rất là nhiều điểm nè đó. Phần quai này thì đều là rạn theo cái thời gian 5 tháng rồi, tại vì cái phần quai này là đắp nổi nha bà con anh chị đó, nó đắp nổi nha đó. Rồi có rất là nhiều điểm ở trên này nè, nó bị chóc men luôn nè, mai nó bị bong chóc luôn rồi các anh chị đó, rất là đẹp nha. Giá em giao lưu với mọi người cái cặp bình lục giác này là 6 triệu đồng nha. Mà cô bác anh chị nào quan tâm thì kết bạn với em qua Zalo, Facebook để xem hàng và mua hàng nha. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu với bà con của anh chị một bức tượng mẹ Quan Âm cưỡi rồng. Đây bức tượng mẹ Quan Âm cưỡi rồng này có kích thước là 36 cm nha bà con của anh chị, chất liệu đồng cũ bà con của anh chị.
Đây, em đem lại gần cho bà con anh chị xem nha. Chất liệu của bức tượng làm đồng cũ nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, mẹ Quan Âm đang cầm bình là tiên thảo lộ nè. Con rồng ở dưới nè, đặt lên con rồng nè. Phần dưới là phần mộc đây. Đó, rất là đẹp nha. Bà con có anh chị nào mình cảm thấy mình có duyên với bức tượng này nè, mình thỉnh về mình thờ cúng. Đó, thì mẹ Quan Âm sẽ phù hộ cho gia chủ, cho người thờ cúng nha. Thì mình cứ tin tưởng thôi. Đó, mình cứ tâm linh mình thờ cái gì mình cứ tin, cái gì mình cứ thờ cúng bình thường thôi. Mỗi ngày mỗi mình cầu nguyện hay đều rồi cái điều đó cũng sẽ tới với mình thôi nha. Đó, mình cứ cầu những cái điều tốt lành cho gia đình cho mình đi. Rồi bà con cô bác anh chị nào cảm thấy có duyên với bức tượng này nè thì kết bạn với em ha. Rồi giá em giao lưu với mọi người bức tượng này là 2.500.000 đồng nha. Bà con cô bác anh chị nào ưng ý, thấy có duyên muốn thỉnh về thờ cúng thì cứ kết bạn với em. Rồi tiếp theo xin giới thiệu bà con bác anh chị một cái bình chữ dáng rất là độc lạ luôn. Đây, cái bình này thì có chiều cao là 32 cm nha. Đó, cái bề ngang của cái thân bình này cũng phải tầm 12-13 cm nha. Rồi, cái bình này thì em cũng thấy rất là độc lạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em cũng không thấy cái miệng nó đâu, nó giống như dạng cái bình voi hả, em cũng không gành nó, nhưng mà thấy thứ nhất là cái màu men, cái kiểu dáng nè độc lạ thì em sưu tầm về em chơi thôi. Còn cái công dụng của nó thì em cũng không gành luôn, nhìn thì có vẻ có tay cầm, có quai, có bụng, nhưng mà lại không biết cái miệng nó nằm ở đâu. Cái miệng nó hình như nằm trong đây nha bà con bác anh chị. Đó, rồi bỏ qua cái vấn đề đó đi, em cũng không gành luôn. Rồi bà con bác anh chị có thể thấy ở dưới phần đít nè, rất là già, chỗ sắc rất là nhiều luôn, qua thời gian 5 tháng rất là ấy thì nó mới chỗ được những cái điểm như thế này nha. Rồi phần men rạn nè, phần men rạn rất là nhiều luôn, rạn dài, hình con này là em cũng không biết là mô phỏng hình con gì nữa, biết hình chắc hình con chim đà điểu quá. Đó, nói chung là cái phần men rất là già nha, rạn nước theo thời gian 5 tháng rạn dài cho nên nha bà con của anh chị. Đó, rồi cái bình này thì bà con của anh chị nào thích sưu tầm những cái món đồ gốm độc lạ, hình dáng độc lạ, kiểu dáng độc lạ thì có thể là sưu tầm cái bình này về. Đó, để cho bộ sưu tập mình nó thêm phong phú đa dạng nha. Giá em giao lưu với mọi người cái bình này là 2.300.000 đồng nha. Bà con của anh chị nào ưng ý thì cứ kết bạn hay gọi điện cho em nha. Rồi em xin giới thiệu tiếp tới bà con của anh chị một cái món đồ tiếp theo. Ở đây em có một cái cháp. Đây, cái cháp này là chất liệu là gỗ gõ nha. Cháp này cháp lục giác, chất liệu gỗ gõ, được khảm xà cừ 7 màu ở tất cả các mặt luôn nha, từ phần nắp. Đây, từ phần nắp nè. Đó, phần nắp và 6 mặt của phần nắp nè, tất cả đều được khảm xà cừ hết. Ngay cả phần đế phía dưới này luôn vẫn được khảm hết luôn. Đó, bà con anh chị mình thấy nha. Rồi năm hết Tết đến rồi mình mua cái này về ha, mình vừa để trưng bày nè. Mình vừa trưng bày, vừa sử dụng luôn, mình để bánh kẹo nè, này kia rất là đẹp luôn nha bà con anh chị. Đó. Bộ này mà bà con khách khứa mà vào mà thấy mình trưng bộ này là rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Rồi cái chiều dài lớn nhất của cái cháp này á. Chiều dài lớn nhất của cháp này là tầm 31 cm nha. Rồi cái chiều cao của cái cháp này á, là phải là nếu mà chính tính không tính cái phần nắp nha là 11 cm, còn có phần nắp nữa thì chắc cũng tầm 15-16 cm nha bà con anh chị. Rồi cái điểm hay chỗ này giống như em nói đó, được khảm xà cừ 7 màu gần như là full luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đó, em mở cái nắp này ra cho anh chị mình xem nha. Bên trong nè, mình đựng bánh kẹo mứt đồ này kia ha, vừa đẹp vừa sử dụng được, vừa trang trí được. Đó, rồi giá của em giao lưu với mọi người cái cháp chất liệu gỗ gõ khảm xà cừ 7 màu này rất là yêu thương luôn, 4.500.000 đồng một cái cháp nha. Quá đẹp luôn, khảm không còn một cái điểm nào để chấm luôn đó. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi bà con của anh chị nào ưng ý cái cháp này thì cứ kết bạn hoặc gọi điện với em qua số điện thoại là 0774814024, em để trên màn hình nha. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu tới bà con của anh chị một cái dĩa. Đây em sẽ giờ máy quay lại đây nha. Đó, cái dĩa này khá là đặc biệt, bà con của anh chị có thể nhìn rõ trên màn hình nha. Nếu mà bà con của anh chị mình nhìn chưa rõ thì cứ kết bạn với em qua Zalo số điện thoại 0774814024 nha. Rồi cái dĩa này để em đo cái đường kính trước nha, cái thước này em gặp chưa tới luôn nè. Rồi đường kính của cái dĩa này là 40 nha bà con của anh chị. Đó, rồi cái dĩa này em được hiểu là dĩa gốm chu đậu nha bà con cô bác. Mình nhìn trên hình cái phần con hổ nè, những cái chỗ mà nó bị rạn nè, cái phần men rạn này nè là do tự nhiên nha bà con của anh chị, do lâu năm á, do cái giờ là quá trình mà thời gian nó biến đổi này kia, cái chỗ mà đắp nổi nè, con hổ đắp nổi nè bắt đầu nó bị rạn nha, nó rạn nứt nha. Này là rạn tự nhiên nha bà con anh chị, chứ mình nếu mà tự tay mà đục chả đồ gốm mà thử mình tác động một cái lực vừa đủ thôi là nó nứt ra rồi, chứ làm sao mà để được cái nứt rạn mà nó tự nhiên như vậy ha. Đó, cái thứ hai là xung quanh cái miệng nè bà con anh chị mình nhìn nè,
những cái điểm mà nó chỗ như này, nó đen 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 chờ chỗ sắc nè, đó rất là nhiều nha. Rồi em sẽ cầm cái dĩa ra để cho bà con của anh chị mình xem rõ hơn nha. Rồi. Bà con của anh chị nào mình xem trên cái đoạn video của em mà mình cảm thấy chưa có rõ thì cứ kết bạn gọi điện với em qua số điện thoại là 0734814224 nha. Đó, rất là đẹp nha bà con của anh chị, rất là đẹp nha. Đường kính thì khủng nè, 40 cm. Rồi màu men rất là đẹp luôn. Đây ở phía sau bà con của anh chị nè, mình nhìn từng cái vết gọi là nhăm 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 nè. Cái những cái vết này không, nó không không phải là nó làm giảm giá trị của cái dĩa, mà là còn làm tăng giá trị của dĩa hơn á. Tại vì những cái điểm này là phải qua cái thời gian 5 tháng rất là lâu nó mới chỗ qua những cái này nha. Nhìn cái nó sống nhưng mà nó lại giá trị đó. Rồi rất là đẹp nha bà con của anh chị. Bà con của anh chị nào mình quan tâm cái dĩa này, muốn là lấy cái mua cái dĩa về trưng bày thì cứ kết bạn hoặc là điện với em qua số điện thoại là 0774814824 để có cái giá giao lưu yêu thương với mọi người nha. Rồi cái dĩa gốm chu đậu này cũng là cái món đồ cuối cùng trong đoạn video clip ngày hôm nay của em ha. Em rất là cảm ơn bà con của anh chị đã theo dõi, đã xem hết cái đoạn video của em. Thì hy vọng bà con của anh chị khi xem đến đây á sẽ cho em thêm một lượt like nhá. Bà con của anh chị nào mình chưa đăng ký kênh của em á thì hãy bấm vào nút đăng ký subscribe màu đỏ nha. Và mọi người có thể bấm vào cái chuông nha, mình bỏ cái dấu gạch đi để khi mà em ra video mới á, mọi người đều nhận thông báo ha. Rồi thì em cũng không biết nói gì hơn ngoài là cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận lợi ha. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại bà con của bác anh chị trong đoạn video tiếp theo.